បាទ សូម ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ទាំង អស់ ដែល បាន តាម ដាន ទស្សនា វីដេអូ នេះ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ បទ បង្ហាញ មួយ ដែល ធ្វើ របៀប ធ្វើ ចាយ ទឹក ចាយ ទឹក ឬ ក៏ តកៅ ទឹក បង្ហាញ ជូន ពុក ម៉ែ បងប្អូន ទស្សនា គ្រឿង ផ្សំ របស់ យើង គឺ អត់ មាន អី ច្រើន ទេ គ្រឿង ផ្សំ ងាយ នៅ នៅចិត្ត ផ្ទះ យើង អាច រក បាន តា គ្រឿង ផ្សំ ទី 1 មាន ដូច ជា ស្លឹក កន្ទ្រាំង ខែត ដែល វា ដុះ តាម ផ្ទះ យើង នៅ ចិត្ត របង ផ្ទះ អី ចឹង ទៅ យើង មាន ហើយ មួយ ទៀត ច្បើង នេះ ច្បើង ស្ងួត បាទ ច្បើង ស្ងួត វត្ថុ ធាតុ ដើម ទាំង អស់ នឹង សុទ្ធ តែ ងាយ រក ទាំង អស់ បងប្អូន ចឹង យើង អាច រៀបចំ ធ្វើ វា បាន ហើយ ចុង ក្រោយ គឺ មាន លីមូកូ ស្ងួត ហើយ យើង យក វា ទៅ បុក ហើយ ម៉ត់ វា ថា លីមូកូ ស្ងួត បាទ ចឹង កុំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា យូរ យើង ចូលរួម លាយល្បាយ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ បាទ ទាំង អស់ គ្នា បាទ នេះ គឺជា ធុង ដែល យើង ដាក់ ទឹក សម្រាប់ ប្រើ ហើយ យើង ចាក់ ទឹក វា ចូល ប្រមាណ ទឹក នេះ ដូច ជា ចំនួន ប្រហែល ជា 3 លីត្រ អញ្ចឹង បើ សិន ជា បងប្អូន ណា ដែល គាត់ មាន ត្រី ច្រើន គឺ អាច លាយ តាម នឹង ទៅ មាន ន័យ ថា បើ សិន ជា គាត់ មាន ត្រី ច្រើន អញ្ចឹង ទៅ គាត់ អាច លាយ ជា លក្ខណៈ ចាន ដែក ដែល ធំ ប៉ុន្តែ គ្រាន់តែ ថា អ្វី ដែល ខ្ញុំ បង្ហាញ ជូន ចែកជូន បងប្អូន ទស្សនា នឹង គឺជា ឧទាហរណ៍ បាទ ហើយ នេះ ជា ស្លឹក កន្ទ្រាំង ខែត ដែល យើង កាច់ ដាក់ ចូល ដាក់ វា ចូល រៀង ច្រើន តិច ទៅ ពី ព្រោះ អី មុខ វា ត្រូវ ការ កន្លែង ងឹត គួរ សម មិន មែន ថា អត់ ត្រូវ ការ ពលឺ ទេ វា ត្រូវ ការ ពលឺ តិច បើ ធៀប ទៅ ប្រហែល ជា ពលឺ ត្រឹម តែ 15% អី ចឹង ទៅ ឬ ក៏ 10% 90% វា ជា កន្លែង ងឹត ឥឡូវ យើង ដាក់ ស្លឹក កន្ទ្រាំង ខែត ចូល ហើយ បន្ត មក ទៀត យើង ដាក់ លីមូកូក្រៀម ចូល ហើយ បងប្អូន បន្ទាប់ មក យើង កូរល្បាយ នេះ ឲ្យ បាន សព្វ ចូល គ្នា ល្អ បងប្អូន ដែល មាន ត្រី ច្រើន អាច ធ្វើ វា ធំ ទៅ ធ្វើ វា ច្រើន ទៅ ទឹក ច្រើន ទៅ ច្រើន លីត្រ ទៅ យើង ដាក់ អាច ដាក់ ជា លក្ខណៈ ចាន ដែក ឬ មួយ ក៏ ឡើង ស៊ីត្រូ តម្រៀប វា ឲ្យ ច្រើន ទៅ សម្រាប់ បរិមាណ ត្រី ដែល យើង មាន ដួស ឲ្យ វា ស៊ី ឥឡូវ នេះ ល្បាយ ទាំង អស់ នេះ ដូច ជា ខ្ញុំ គិត ថា វា សព្វ ចូល គ្នា ល្អ ដល់ ហើយ ហើយ អ្វី ដែល សំខាន់ បំផុត គឺ ច្បើង វា សំខាន់ គួរសម ដែរ នៅ ពេល ដែល យើង មាន ច្បើង មាន ន័យ ថា កន្លែង ដែល មុខ កន្លែង ដែល មុខ វា អាច ជ្រោក ចូល ហើយ អា ទឹក របស់ យើង នោះ គឺ វា អាច ពង Vong tới với bà con tới chia mu ở trong tôi bà con tới chia từ cây tật những cái bàn dương nhưng đã trôi dương ở viên lịch thế cái bàn dương trôi mà làm món chỗ riêng đi chỗ tới thả về xong về đây cho bao nhiêu viên đã trôi bẹt ní thả về dòi bỏ về tí mũi là về đây cho bao nhiêu lịch tất mút ai tùm là lời cho bao nhiêu hay này khá này cho bằng nước hàng cầu là vì lịch thực chẳng việc bà ca tới chia chiều chít mùi bột rùm chỉ mùi nâng là bãi li mũ câu hay nâng lực cần trang hết vì phải tranh xa thiệt mũi để thôi là bãi nâng ai chia cần lại mùi đây chỉnh chấm chính châm đã xa tất cả tất rồi có bột mục nữa cứ bị áo nhẹ lọ chẳng khăn lơ ní mục xâm rập tôm bố hai hàng cáo tất nắng cứ ai đã xa nâng chi châm đây là miền chiều chiết rập bột mục lợi dụng bàn bẹp ní hồn bạn bè ní đã viên chế hai mình tích tiếp khi không đừng bằng hai anh video mùi đại dương vô việc đặt nơi cả lành này tại xong rập mù ruột nữ tích tiết khi không đừng bằng hàng còn tay khi chọn ăn bài khác nằm bây giờ bọn ôn là đằng là về đại dương vừa bài đi hơi dương vô việc đặt nơi hàng mà lục đôi chia cầu mà đào chế đại việt đốc lại này đại đốc những ai đã bị bán cầu làm chế đưa lại này là ngất nhưng cái tham nghĩa năng viên số bố mù chân những ai vô với tận đạn được cầu năng bản bạn như bảo bố instrument tên dương ở tiga lain ngangat yang ai ketahui ya miền mục cháo nhưng ai đã biết tới dân mục viên đường màu bồn được trong đường hai địa p đại dương trời đã xa tục vía hai chi bấm từ đập tháng ngày rồi ai lơ nâng tịch tuổi dân dân ai giờ ban ở đừng căng tật hỡi sầm rập vô việc tập ra ở cồn tây rồi gò tây cầm mò tây cầm chôn cầm bọc hết từ việc bắt bò tây thế hai việc cứ trả ha bầm pon sầm khăn sầm rập tây từ bình tế và dân việc lò hay dương ở trăm bạch trăm nay về vấn đề đa rồi cái tật tam lưu dương bài dương trên thì sao bài nick cứ dương nghi xuống dương ai phơi nơi không thể bao dương cứ dương ở trong bài trong này tiêu lý từ hàng cản chẳng dương ai rô và thọ thiệp đam tổng óc đi tại mặt đòn vô mà ăn vật hai dương đừng mà nghi xuống chỉ trong cõi video bọc nhau cứ miền tập văn năng ấy các số màu con đó cũng may bằng phổ đó để ban tu sana video mới đi xong complete bằng phổ cho room like hay đừng subscribe ở khiêm bát phòng làm bây giờ khiêm bát mình cầm lăng chặt lật video thay mấy làm bây chơi chùn bằng phổ tu sana và tỏ tiền thì trong cái đó số màu con